chào tái ngộ quý vị khán giả đến với chương trình luật pháp ở trong nước dành cho người hải ngoại và thưa quý vị hôm nay một lần nữa chúng ta cùng tái ngộ với vị khách mời mà anh nguyên là luật sư ở tại sài gòn trước đây nhưng mà hiện nay thì anh cùng gia đình định cư tại hoa kỳ cụ thể là định cư tại san jose và xin mời quý vị gặp gỡ anh trương quang tính à, tôi chu minh tính xin kính chào quý khán giả đang xem đài nét việt tv và chào cô đại chi à, lúc nào thoát show với cô đại chi tôi rất là thích rất là hay và cô đại chi lúc nào cũng xin tươi vui vẻ <laughs> thôi, thôi tại vì đại chi biết là cái chương trình này rất được quý vị khán giả thương yêu và quan tâm thành ra phải làm sao để cho nhìn cũng mát mẻ cái tinh thần mình thì lúc nào cũng vui vẻ thôi phải không ạ à? thưa quý vị thì anh tính thì thường thường trả lời những câu hỏi mà người việt của chúng ta ở hải ngoại này có những vấn đề mà liên quan tới luật pháp ở việt nam như vấn đề về thừa kế nè vấn đề mà làm sao làm những thủ tục kết hôn ở tại việt nam cũng như là chuyện đi đòi nợ tại việt nam như thế nào <laughs> thưa quý vị thì hôm nay trở lại chương trình thì chúng ta lại tiếp tục với phần hỏi đáp về luật pháp mà những câu hỏi này chúng tôi nhận được từ quý vị khán thính giả theo dõi đài và mong rằng nếu những câu hỏi này mà chưa trả lời hết những ý kiến của quý vị thì xin quý vị hoặc là gọi điện thoại về cho đài nét Việt hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đến anh Trương Quang Tính với số điện thoại đang uh, hiện trên màn hình và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi show ngày hôm nay à, anh Tính à um, lần trước thì lệ Chi đang hỏi lỡ dở một câu hỏi lệ Chi muốn nhờ anh trả lời lại từ đầu và sau đó thì có những câu hỏi tiếp theo à, đó là câu hỏi của anh Phương số uh, điện thoại bốn số cuối là 6532. À, trước đây tôi trước khi định cư tại Mỹ, tôi sang tên căn nhà cho người em coi dùm căn nhà này. Nay tôi muốn bán căn nhà này và người em cũng đồng ý đứng ra bán. Tôi muốn chuyển số tiền này qua Mỹ được không? À, câu hỏi đầu tiên mà để chi mở hàng số ngày hôm nay thì câu hỏi này quan tính thấy cũng rất là hay. Nhưng mà để đi vào cái chi tiết câu hỏi này thì quan tính cũng sơ nét qua trong vấn đề này. Dạ. À, kính thưa quý vị à, rất là nhiều rất là nhiều à, quý vị à, trước khi định cư qua Mỹ ừ. thì thường ta còn có nhà cửa ừ. ta cũng lo lắng lắm à, căn nhà mình đi rồi không biết làm sao ừ. thế nào thì họ thường sang tên lại sang tên lại cho người thân trong gia đình cái dạ. trong câu hỏi này đó sang tên lại cho người em dạ. về mặt giấy tờ đó thì người em đứng tên nhưng mà chủ sở hữu thật sự cũng vẫn là người anh. Dạ. Yeah. Tuy nhiên cái luật pháp bên Việt Nam đó người ta không có nghĩ cái chuyện bên trong bên ngoài thì cả ừ. mà người ta nhìn vô giấy tờ thôi. À, yeah. cái người em thì bây giờ là đứng tên người ta biết cái người này đó là chủ sở hữu do vậy người ta bảo vệ cái quyền lợi trong người này. Cái trong cái trường hợp này anh đặt ra đó thì cái người em mà đứng ra giao dịch bán nhà thì thường bên Việt Nam đó, một khi mà muốn bán căn nhà đó thì chúng ta làm một cái hợp đồng mua bán và hợp đồng mua bán này phải qua các cơ quan chức năng nhà hạng như phòng công chứng rồi sau này cái người mua đi đăng bộ do vậy trong cái trường hợp này người em đứng ra làm hết không có dính dáng như người anh hết mặc dù thật sự là căn nhà của người anh thì cái người anh hỏi vậy tôi có chuyển tiền qua mỹ được hay không thì quan tính nãy giờ sơ nét đó là không được chuyển qua người ta chỉ biết người em mà thôi qua cái câu hỏi này mong rằng quý vị những năm trước đây nó khác, ừ. bây giờ tương đối nó hơi nới rộng ra à, quý vị nếu mà có con em mà người thân mình ở bên Việt Nam mà chuẩn bị định cư ở Mỹ, nếu mà có nhà có cửa đó thì không có cần nhất thiết chúng ta phải bán mà chỉ cần ủy quyền ủy quyền cho người thân quản lý cái căn nhà mình chăm sóc căn nhà mình thôi, còn về mặt giấy tờ chủ sở hữu đó, là mình vẫn được đứng tên rồi. Rồi sau này mình ở bên Mỹ 5 năm, mà 10 năm. Mình hoành về Việt Nam, mình bán các căn nhà này đó. Khi mình bán thì mình cũng thực hiện đúng cái thủ tục hợp đồng mua bán. Khi có thủ tục hợp đồng mua bán rõ ràng rồi, với số tiền chúng ta bán được, chúng ta đến các cái ngân hàng, chúng ta nộp vô xin lệnh xuất tiền qua bên Mỹ. Thì lúc này ngân hàng nó sẽ coi trên cái hợp đồng, hợp đồng mua bán của mình và nó hỏi cao của bên Mỹ họ sẽ chuyển tiền qua cho mình ừ. còn ngược lại cái trong trường hợp này nó sang tên cho người em rồi do vậy không được chuyển tiền qua cho mình để Chi nghĩ đây là cái vấn đề chắc là cây anh Phương ảnh à, đã làm chuyện sang tên này đã rất lâu rồi, lâu rồi. bởi vì thời gian trước Lê chi có nhớ là mỗi khi mà xuất cảnh mà mỗi người ra sân bay là phải hỏi con là ba không có vấn đề gọi là cái quy định ba không tức là không nhà không cửa không tài sản gì đó thành ra là tất cả quý vị chúng ta khi mà qua bên hoa kỳ định cư thời gian lâu trước đây thì ai cũng phải làm giấy sang tên lại nhà cửa cho cha mẹ hoặc là anh chị em hết đúng, đúng. không anh à, giống như quan tính trả lời đó quan tính đó là trước đây dạ. trước khi trước đây là nó ra cái bộ luật dân sự năm hai năm trước đây giống như đại chi nó ba không không còn tài sản không còn gì cả do đó cả tôi kỹ rằng anh Phương này anh cũng sợ anh yeah. làm cái kiểu đó nhưng bây giờ thì nó 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 rộng ra hơn một tí Dạ yeah. à, anh Phương anh cũng có hỏi câu hỏi này nè à, Việt Kiều có gửi tiền vào ngân hàng bên Việt Nam được không à, Nếu tôi không về Việt Nam thì em gửi giùm tôi vào ngân hàng và để tên tôi được không À, có lẽ là tại vì lại Chi biết là nghe nói lãi suất bên Việt Nam rất là cao phương minh <laughs> Thành ra có nhiều người họ làm cái cách đó để mà uh, có tiền ở bên này thì gửi vô lãi suất chỉ chừng 1 đến 2% một năm thôi còn bên Việt Nam thì cái lãi suất nó cũng khá cao. À, cái câu hỏi này qua à, để chi nói cũng đúng khía luôn rồi đó. À, theo quan tính biết đó. À, một số à, bà con ở Mỹ này nè cũng có một số tiền ở Việt Nam. Trước hết để vô vấn đề mà trả lời câu hỏi này đó. Yeah. theo cái pháp lệnh của ngân hàng nhà nước mà ông thống đốc ngân hàng đó ừ. cái chuyện mà bất cứ anh sinh sống nơi nào ông phân biệt anh ở trong nước hay anh ở ngoài nước ừ. anh vẫn gửi tiền được cho ngân hàng tóm lại cái người việt sống hay ngoài vẫn có quyền gửi tiền vào ngân hàng đó là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai đó thì vừa qua thì ở bên việt nam một số ngân hàng nó mở ra rất là nhiều ừ. nhiều lắm À, nó quy động vốn à, thì quan tính hay nói từ năm nha à, có thể là năm 2012 à, là so nổi người ta muốn cần thu cái vốn mà giống như rảnh rỗi ở bên Việt Nam đây giống như có định mình rảnh rỗi đó để ngân hàng thì nó lãi suất đó nó đẩy lên tới 14 phần trăm 14 phần trăm một năm. năm trong khi thời gian à, đó là 14 ở đây 100%. chỉ có một chấm mấy hai chấm mấy một năm thôi rồi cái ngân hàng kia nó nó, nó, nó cạnh tranh 14,5 phần trăm Uh -huh. Rồi cái ông thống cách ngân hàng thấy như vậy mà loạn không được, người ta sẽ chỉnh lại, chỉnh đốn lại. Thì uh -huh. bây giờ đó mà cái mức mà mà trần nó lãi suất đó mà là chính xác nhất đó là 8% một năm. Uh -huh. Có nghĩa là chúng ta có 2 tỷ. 2 tỷ là khoảng tương đương 90.000. Ngàn, 90.000 ngàn. 90 ngàn, gần uh -huh. 100.000 in hoa. Giở bên kia thì 8% thì như vậy là chúng ta được một năm như vậy là được 160.000 uh -huh. thì tương đương khoảng 8.000 đô này bên đây. À, vâng. thưa anh nhưng mà còn uh, như ảnh nói là uh, vị kiều gửi được không còn nếu như ảnh không phải tức là ảnh phải chính thức về bên đó ký giấy tờ thì mình mới được uh, uh, gửi hoặc là người em gửi mà lấy tên anh này được hay không hay là bắt buộc cái câu hỏi này cũng rất là hay <laughs> có một à, không phải mà cái người gỡ tiền vào ngân hàng phải trực tiếp lẫn ngân hàng không cần không cần hạn như một cái người thân mình, người ta cho mình số tiền để sau này mình làm giống. Người ta âm thầm, người ta lại để gửi à, cho con tôi. Lấy tên con tôi, địa chỉ con tôi. Rồi người ta sẽ cấp mình cái sổ tín dụng à. tên con tôi. Sau này con tôi mình chứng minh cái tên đó thì nó lại nó lãnh. Do vậy trong trường hợp này, đó cái người em đó à, có quyền được phép à, gửi số tiền đó để tên anh bên Mỹ vẫn bình thường. Rồi, rồi bây giờ vấn đề khác nữa nè. Cái lệ chi nghĩ là nếu như cái anh Phương này có tiền muốn đem về Việt Nam thì gửi về thì có nhiều cái dịch vụ hiện tại đem về ừ. nhưng mà đến lúc mà đến lúc lãi suất cao đến lúc ừ. anh cần tiền bên này làm sao anh chuyển tiền ra bên Mỹ đây rất là khó đó, đó rất là, là khó cái... cái câu hỏi này rất là hay ngoài ra cái tài sản trước khi mà định cư mình có nhà có cửa tài sản của mình giống như quan tính là thông qua hợp đồng mua bán uh -huh. là mình chuyển qua Mỹ được uh -huh. còn ngoài ra mà cái trường hợp này như có tiền mình gửi ngân hàng mình chuyển qua đây á thì cái tiền này còn tiền ở đâu mình phải chứng minh thì theo quan tính nghĩ là khó mà chuyển qua được khó mà chuyển qua được mình có cách nào mình có chứng minh là gửi tiền từ bên này gửi qua ngân hàng bên đó không anh khó là khó lắm một khi mình đồng tiền mình vô Việt Nam mà quay chết ra thì thì quan tính nghĩ rất là khó ra lắm ừ, như vậy là cũng một thấy thì có lời nhưng mà đầu tư thì không thông minh ha đầu tư thì sẽ rất là khó khăn vâng cái đó thì chúng ta phải suy nghĩ lại dù lãi suất bên kia rất cao nhưng mà đó không phải là cái cách đầu tư tốt bởi vì đầu tư nhưng mà tiền thì không lấy lại được hoặc là phải qua bên đó xài thôi phải không anh À? Thí dụ bây giờ trong sẵn dịp câu hỏi này của Lê Chi đó qua tính tưởng tượng thôi. Bên này để xuất nãy Lê Chi nó 1 2 trăm mình kia 8 phần trăm. Dạ ai đó cũng ham hết. Ở bên đây có nhiều người ta cũng như tiền lắm chứ. Dạ, Đúng không? Dạ. Nếu mà lấy xuất cao vậy cái người ta đem Việt Nam người ta kiếm lại cái người ta chuyển qua đây thì chắc chắn nhiều người ta gửi Việt Nam lắm. Cho ừ. Rồi đó thì <laughs> đem ừ. vô thì dễ chứ đem ra quan tính thì hơi khó vâng, <laughs> thưa quý vị. À, và tiếp theo là một câu hỏi của chị Mỹ ở số điện thoại là 9831. trời tôi có tôi là một trong ba anh chị em đồng sở hữu căn nhà do ba mẹ chết để lại. Ba anh chị em đồng ý bán căn nhà này, nhưng tôi không thể về Việt Nam được. Luật sư bên Việt Nam gửi qua tờ ý quyền mua bán nhà cho người em trai thay mặt tôi hỏi sau khi bán phần tiền của tôi đứa em trai có nó không đưa lại tôi tôi có đòi lại được không <laughs> à, và tôi phải làm như thế nào <laughs> để, 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 để trả lời cho đại chi cái con này thì nó kiểu mà nhân giả đó dạ. kiểu bệnh nhân đó là quầy tiền vậy thì có lẽ là lệ chi phải mời anh tính và cũng như quý vị khán thính giả nghỉ giải lao trong giây phút cùng theo dõi uh phần vâng, thông tin thương mại sau đó chúng ta sẽ trả lời uh, trở lại đây để nghe anh tính uh, trả lời cái câu hỏi hốc búa này <laughs> xin cảm ơn lê chi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã giữ màn hình và bây giờ thì lê chi xin mời quý vị trở lại với tiết mục chương trình luật pháp ở trong nước dành cho người hải ngoại và sau đây thì anh Trương Văn Tính sẽ trả lời câu hỏi mà uh, lúc nãy ảnh có nói sơ sơ là vấn đề này hoài tiền <laughs> vâng thưa anh à, Lê Chi xin lặp lại câu hỏi này để quý vị khán giả tiện theo dõi là tôi là một trong ba anh chị em đồng sở hữu căn nhà do ba mẹ chết để lại ba anh chị em đồng ý bán căn nhà này nhưng tôi không thể về Việt Nam được Luật sư bên Việt Nam gửi qua tờ ý quyền mua bán nhà cho người em trai thay mặt tôi hỏi sau khi bán phần tiền của tôi đứa em trai nó không đưa lại cho tôi thì tôi có đòi lại được không và tôi phải làm như thế nào? <laughs> thì giống như à, 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 quan tính nói đó là quệ tiền. À, kính thưa quý vị trong cái lĩnh vực này là lĩnh vực quỷ quyền trong cái câu hỏi này đó thì mình có thể mình hiểu như thế này là cha mẹ mình có cái căn nhà ba mẹ mình chết rồi à, cái người mà thụ hưởng là ba ba anh em thì qua kê khai di sản thì cái ba anh em này là độc sở hữu căn nhà có nghĩa là căn nhà là chỉ là ba rồi đó là vấn đề thứ nhất rồi ba người đồng ý bán căn nhà này để lấy một số tiền còn với người bên Mỹ đó họ không có về Việt Nam được do đó họ quyển quyền cho một cái người em trai đứng ra thay mặt mình giao dịch tại vì sao vì cái căn nhà này thuộc sở hữu ba người do đó muốn bán thì phải có sự đồng ý ba người yeah. Nha. nhưng mà mộng mỹ về không được do đó quyển quyền cho người em thay mặt mình đứng ra giao dịch bồ bán rồi uh -huh. người, có nghĩa là người em toàn quyền hết đứng ra giao dịch giá cả rồi đến các cơ quan chức năng công chứng đăng bộ vân vân đóng thuế luôn rồi lấy tiền luôn yeah. đó thì mình nhiệm vụ mình quý quyền cho người em là tới đó nhưng mà quý vị khán giả này đặt cái câu hỏi á, người em tôi bán xong nó lấy tiền xong rồi nó không trả tôi tôi phải làm gì à, tôi xin trả lời về tiền <laughs> tức là mình không có cái cái bằng chứng là cái đó là phần thừa phần của mình mà mình ủy quyền rồi phải đưa tiền lại mình mình không có làm cách nào như vậy được anh nếu đúng á thì là của mình thí dụ dạ. như bán 3 tỷ thì mình tỷ nhưng mà người em nó thay mặt mình nó lấy 3 tỷ là lấy tỷ của mình luôn rồi. Rồi giờ mình đòi nó nó về nó, nó cười trừ. Mình cũng không có làm được gì cả. Mặc dù đó là thừa kế của mình. Do vậy biển giả này tôi phải làm sao, làm thế nào tôi đòi được không? Nếu mà chị em ở trong nhà thương nhau thế là của chị hơn tôi đưa chị nè. Còn nó thôi tôi thiếu chị đi. Ờ mốt tôi trả. Rồi rồi quý vị ở bên Mỹ cứ về cái đồ hoài nó mới mốt trả, mới mốt trả thì trong cái vấn đề này á, thì khoan tính uh, hướng dẫn quý vị làm làm những cái vấn đề sau nè nếu ở trong trường hợp này đó mình coi người em thế nào nó có uh, dụng từ tốt không nếu mà không tốt thì tôi khuyên quý vị cũng nên về đi bán nhà về tuần hay tuần thôi làm thủ tục bán nhà rồi lấy tiền mình về mỹ ừ. làm như vậy đó mình có thể mình chuyển tiền về mỹ cũng được nữa ừ. còn có đường mà giao phó hết cho người em á, nếu người em tốt thì không sao mà nó không tốt đó, thì mình đòi tiền cũng khó lắm mà nếu mà mình đòi tiền đó mà nó không trả nó dĩ nhiên mình phải ra kiện tụng rồi ừ. ra tòa rồi mà kiện tụng ra tòa đó thì mình tốn công sức nè tốn thời gian nè tốn tiền bạc nữa xích mẻ anh em nữa do vậy trong cái vấn đề này tôi khuyên à, vì lý do gì đó thôi mình về việt nam tuần hai tuần mình thực hiện những cái giao dịch của mình được thừa kế của mình ký giấy đồng ý bác để mình đem số tiền này về Mỹ được chứ đừng có nghe lời mặc dù em mình mặc dù em mình à, nếu là tin tuyệt đối thì mình làm còn không tuyệt tối thì tôi mong rằng quý vị Tên về trong cái vấn đề này thì quan tính cũng sẵn dịp cũng nói rộng ra trong vấn đề này á được nói anh em bà mẹ con à, cha con rồi anh em à, chú bác cũng bích trong vấn đề này đặc biệt trước đây nhà đất đó À, giá nó ổn thì ổn sao, nhiều khi nó tăng đột biến, Được. tình cảm anh em à mẹ con luôn, cha con luôn cũng xích bích thậm chí quan tính hình ngày đầu sư trong thời gian trước thì quan tính cũng chứng kiến nhiều vụ thậm chí mà cha mà con mà cầm dao mà chém cha, chém cha để đòi phần Đó đất, đòi, đòi tiền. Cho vậy tôi mong rằng để tránh mắt cái tình cảm này tôi khuyên quý vị, vị mà ở bên mỹ nè, đọc sở hữu căn nhà đi à, nên về Việt Nam. Còn trong trường hợp thí dụ mình không có nhờ em mình mình nhờ một cái dụng một cái văn phòng luật sư nào đó đại diện cho mình để mà đứng ra ký giấy tờ để bán căn nhà đối với với em mình thì có được hay không anh? À, có vấn đề gì rắc rối không? Lấy tiền có 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 thể nào bị cái chuyện mà bên đó bán xong không đưa tiền cho mình được không? Có chứ. Bằng văn phòng luật sư vẫn rồi à, không phải người thân của mình. À, thì quan tính nó mà à, bất cứ ngành nghề nào, có người tốt người xấu, ừ. có người tốt người xấu, chứ không phải ai làm cái nghề mà À, luật sư là tốt hết cũng có người ừ. tốt người xấu ừ. nhưng mà để mà bảo đảm đó à, theo quan tính nghĩ bảo đảm mà mình cũng có thể quỹ quyền cho trong phần luật sư họ làm ừ. họ kè kè họ kè kè theo người em hoặc là làm thêm một cái tờ giấy cam kết quan tính theo nghĩ quan tính đó, một là chúng ta về việt nam được thì về ừ. còn nếu về không được đó quỹ quyền cho người em dưới một cái điều kiện một cái điều kiện là người em làm một giấy cam kết cam kết thế nào là khi giao dịch tại phòng công chứng, ừ. cái người mua nhà trồng tiền tại phòng công chứng, ừ. trồng tiền tại phòng công chứng luôn. Ừ. Rồi đồng thời đó, cái người chị đó cũng là một cái tài quyền cho một người khác, cho một nhân phòng luật sư. Người ta đến ngay phòng công chứng khi mà ừ. ký rồi đó giao dịch tiền, nhân phòng luật sư họ sẽ giữ số tiền của 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 người chị, rồi ừ. họ sẽ trao đổi về cho mình chị mình tỷ. Ừ. Do đó, một là chúng ta khuyên quý vị này nên về, hai là nói người em là một cái tờ giấy cam kết khi ký tại phòng công chứng cái mùi bua đó ký tệ ký tên giao tiền tại phòng công chứng công chứng sẽ giữ lại số tiền đó cho cái ông luật sư nào đó cái văn phòng nào quen hay như giống như quan tính nè tính sẽ giúp quý vị trong vấn đề này <laughs> thì à, có lẽ ở đó là cũng là một cái 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 lời khuyên rất là hay bởi vì nhiều lúc À, lệ chi nghĩ là tại rất khó khăn cho nên người chị này đã không thể về mà nghĩ tới cái chuyện là sẽ đưa cho em mình là giấy tờ thì đó cũng là một cái hướng giải quyết khác phải không anh ạ à? rồi bây giờ tiếp theo một câu hỏi nữa nha <laughs> vâng đó là chị phụng à, chị phụng hỏi như thế này à, em tôi sắp xuất cảnh theo chồng sang mỹ vậy em tôi có bị xóa tên ra khỏi hộ khẩu hay không rồi hiện tại em tôi đứng tên nhà ở việt nam khi em tôi đi Định cư ở Mỹ, tôi có bị buộc phải sang tên cho người khác hay không? Hay câu hỏi rất là hay. À chưa hết thì để trả lời từ phần 1 ha, thì số dạ. hộ khẩu. Dạ. Thì quý vị có một số quý vị, vị đang xem đài thì đi 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 qua Mỹ thì có thể thành bém lăm. Hoặc là sau này ở bên Việt Nam thì quản lý cái về mặt con người đó thì trước hết là mặt nhân khẩu và hộ khẩu. Nhân khẩu thì thông qua cái chứng minh nhân dân, rồi cái các hộ mà ở nào là hộ khẩu. Dạ. Thì căn cứ theo cái luật cư trú này phải nói là lực cư trú những cái trường hợp mà bị cắt hộ khẩu để để mang tính kể một dọc những dạng cắt hộ khẩu ha à, thứ nhất là đi lính, ừ. đi lính à, thứ hai bị đi, đi đi tù á ừ. tù và là vô mấy trường đại học ừ. hoặc là bị mất việc công dân ừ. hoặc là xuất cảnh ừ. do vậy cái vị vị khán giả này là xuất cảnh thì bên kia tự động nó sẽ cắt hộ khẩu mình rồi bao lâu thì bị cắt hộ khẩu anh hả nếu à, mà vắng mặt thời gian bao lâu bây giờ, bây giờ mình dùng cái 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 từ này hên xui nữa đi hãi bây xui. giờ mình nói hên xui thôi giờ dạ, nó hên xui nha <cười> vâng. <cười> thì trong vòng 6 tháng đó, thì cái uh, thường bệnh bển có khu vực đó ông lại ông kiểm tra hành chánh rồi ông tự động ông cắt của mình à, ừ. rồi hên xui có nhiều người ta đi bao năm cũng chưa có cắt nữa <laughs> người ta không đi hết. À, có nhiều vị người ta đi qua mỹ 5, 6 năm sáu năm hậu khẩu chứng minh dân vẫn còn y quý À, à, rồi. nhất là những em mà đi du học đó Được. thành ra là trên danh nghĩa thì không phải là định cư ừ. nhưng mà chỉ đi học thôi thành ra là cũng không biết là có bị cắt hộ khẩu hay không mấy những em du học thì không có cắt nhưng mà sẽ có thể những em ở sau này công việc rồi kết hôn ở lại thậm chí hộ khẩu vẫn còn yêu quý không có gì cả rồi ừ. vấn đề kế tiếp đó, thì quan tính cũng trình bày những cái tuần sâu trước đó ừ. thì trước đây đó à nó dụng dạng 30 không bây giờ không không không, không có nữa ừ. mình là không bắt buộc mình đi xuất cảnh mà phải chuyển tên hay bán nhà gì cả mà quan tính nó một lần nữa khi mình có căn nhà mà đi xuất cảnh mình nên ủy quyền lại cho một cái người thân quản lý chăm sóc nhà mình thôi nhưng mà về mặt chỗ hổ gì giấy tờ về tài sản vẫn là của mình không cần sang tên thì lệ chi cũng được biết là có một số người thân đó khi mà vì đi thì đi gấp quá nhà thì chưa bán được thành ra là cũng muốn bán thì khi đi như vậy thì để cái nhà lại thì không an tâm, ừ. thì hoặc là suy nghĩ là không biết là bán rẻ đại ừ. hay là uh, ủy quyền lại cho người thân, ừ. thì cái cách như anh tính vừa nói thì chúng ta nên ủy quyền quyền chăm sóc thôi. Dạ. Tức là bây giờ thì không có bắt buộc là phải phải uh, bán nhà sang, sang tên. Ừ. Ừ. Còn đi thì không có thể là không có bị uh, cắt hộ khẩu phải không ạ? À? hoặc là có thể bị cắt hộ khẩu nhưng mà uh, chính muốn hỏi là cái việc nhập hộ khẩu thí dụ như binh nước binh những em du học khi về Việt Nam mà muốn nhập hộ khẩu lại có khó không anh? Thường, thường những em mà du du học đó thường mấy cái dạng nó không có cắt hộ khẩu không có chỉ như cái người mà đi định cư à, à, định cư từ Việt Nam qua định cư luôn á nghĩa là thường chủ nhân đó thì trong cái luật cư trú đó họ cắt hộ khẩu của mình nhưng mà những năm gần đây thì, quan tính nãy nói là hên xui có ừ. người mới đi thắng trước thì sau nó mượn hộ khẩu nó cắt rồi Uh -huh. mà có người ba bốn năm nó cũng chưa cắt nữa, nhiều khi nó không lý, quản lý nó không có chặt. Dạ, đó là hên xui. cái từ anh tính hay nói là nếu mình gia đình mình vui vẻ một chút thì có lẽ là sẽ giữ được cái khẩu lâu hơn phải không ạ? Lê Chi rất nhớ cái chữ cái hai chữ vui vẻ của anh tính. Thưa quý vị, hôm nay thì anh Trương Văn Tính vừa chia sẻ với chúng ta một số cái vấn đề về luật pháp ở trong nước mà có liên quan tới người hải ngoại như là chuyện khi đi thì nên chuyển uh, cái 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 quyền của căn nhà, cái quyền sở hữu của căn nhà như thế nào để cách nào để cho chúng ta được vẫn giữ quyền lợi mà ừ. không mất tình anh Đúng em. rồi. Vâng, uh, thì chương trình này vẫn còn những chủ đề tương tự như vậy và rất nhiều câu hỏi của quý vị mà chúng tôi sẽ giải đáp trong những talk show sắp tới. Còn bây giờ thì chúng ta tạm thời nói lời chia tay tại đây. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn sự hỗ trợ thương yêu, cảm ơn những câu hỏi của quý vị gửi về đài và rất mong quý vị giới thiệu chương trình ra rộng rãi hơn nữa để chúng ta cùng những chia sẻ những kinh nghiệm đối với người đồng hương của chúng ta. Xin cảm ơn. À, xin cảm ơn anh Tính. À, trước khi mình à, chia tay, à, Quang Tính cũng rất là mong những nhà hảo thăm, những cơ sở thương mại ừ. và là quý vị đồng hương à, bảo trợ và là hỗ trợ cho chương trình này để anh em chúng tôi còn gặp quý vị dài. dài. À, rất mong quý vị giúp dùm. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn, cảm ơn cô lê chi